ơi, làm gì chậm dữ vậy trời? Lẹ lẹ lên anh Rồng ơi, làm cái gì á mà đi chậm dữ vậy? Trời ơi, đợi tôi cô Mẹo ơi. Cô đi nhanh quá, tôi chạy theo á, muốn hụt hơi luôn rồi nè. Trời đất ơi, cái gì mà đi nhanh dữ vậy? 12 năm mới xuống trần gian một lần. Em đi như vậy á, làm sao tôi đuổi theo được cho kịp? Đó, anh thấy chưa? Sóc Trăng á, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Anh thấy có khác không? Khác chứ. Đúng là nông thôn mới có khác đó. 12 năm tôi mới trở lại nơi này, cảnh vật con người ở nơi này đều khác xưa. Những cánh đồng nay đã trở thành phố xá, đời sống của nhân dân đã khá giả hẳn ra. Mở đây là ở đâu vậy em Mẹo? Đây, anh nhìn đây. Đây á là địa bàn xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Còn huyện Cù Lao Dung sông nước xưa kia giờ đang hoàn thành huyện nông thôn mới, với đường xá xe cộ dập dìu, không còn ngăn cách Cù Lao với đất liền nữa. Ê, em Mẹo. Dạ, có Mẹo. Năm rồi, năm Mẹo là em, Ngọc Hoàng cắt cử em xuống dương trần làm ăn phát đạt ra sao, hãy bao bao cáo để anh biết đường. Năm Mẹo Covid không còn, cũng nhờ chống dịch thành công, kinh tế ảnh hưởng nhưng không đến nỗi nào. Nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới văn minh, phấn đấu xây dựng Sóc Trăng để cho cuộc sống nhân dân đẹp giàu. Như vậy là năm Mẹo của em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tuy dịch bệnh nó không còn, kinh tế mới khôi phục lại, nhưng tinh thần và ý chí kiên cường của đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Thiệt đáng khen, đáng khen cho em Mèo đó nghe. Dạ, đa tạ anh Rồng quá khen. Khen thiệt mà. Dạ bây giờ, em mời anh Thình cùng em đi dạo một vòng ở tỉnh Sóc Trăng, để anh thấy được tỉnh Sóc Trăng hôm nay đã thay da đổi thịt như thế nào nghe anh Thình. Được, vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi Hồ Biên. Cao có khác, quá đẹp, quá đẹp. Các anh các chị ơi. Ủa, tiếng hoài mà thánh thoát quá vậy ta. Ôi ngất ngây, nhìn xem cảnh sắc nàng xuân, qua bướm kể nhau mà thú cưng tình. Yeah.
ơi, hot girl nào vậy ta? 12 năm rồi Thình mới trở lại nơi này. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp nữa. Đây, để em giới thiệu. Đây là cô Nông, bạn với mọi gia đình. Nhờ có cô Nông á mà quê hương Sóc Trăng chúng ta rất thuận lợi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giàu đẹp đó nha. Dạ, em Nông xin chào anh chị. Chào em Nông. Dạ, em chào chị Mẹo. Ủa, son này em nhìn thấy quen quen à nghe. Quen dữ hồn. À, em biết rồi. Nhìn hai cái sừng chà bá là tôi biết rồi. Chà chà, lâu ngày không gặp, dưỡng cái sừng đẹp ghê ha. Chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới nên tôi mới đi thẩm mỹ cái sừng đó chứ. Đúng rồi, đây á chính là anh Rồng xuống trần gian để nhận nhiệm vụ. Năm nay á là năm Thìn mà em Nông. Đúng là anh Rồng có khác, nhìn thấy oai phong lẫm liệt à nghe. Vậy hả? Cảm ơn em Nông đã quá khen đó nghe. Em tin chắc rằng năm nay anh Rồng sẽ đưa những sản phẩm của tỉnh Sóc Trăng bay cao và bay xa hơn nữa nghe. Em Nông cứ an tâm, anh nhất quyết sẽ làm hết sức, nhất là kết nối thật nhanh, thật quan tâm phát triển kinh tế vùng để mọi người hạnh phúc ăn no, nuôi số nuôi bùa, nuôi bò nuôi dê, nuôi cá nuôi gà, nuôi nhà giàu lên. Đây đây, sẵn đây em xin giới thiệu với anh chị những món đặc sản nổi tiếng của miền quê sông nước Sóc Trăng của quê em đây. Ủa, Sóc Trăng mình có đặc sản gì vậy cô Nông? Được rồi, em xin giới thiệu những sản phẩm ô cốp của tỉnh Sóc Trăng. Mô hình phát triển kinh tế gia đình. Mời anh Thình chiêm ngưỡng. Ý mẹn ơi, trời ơi, trái nào trái nấy nó chà bá lửa là thấy là muốn ăn liền vậy đó. Vậy là quá tốt rồi, cô cứ giới thiệu tiếp tục sản phẩm kế tiếp đi. Được, em xin giới thiệu. Đây, còn đây là đặc sản tiếp theo, gạo ST25. Trời đất ơi, gạo gì mà cái hột nào hột đấy nó trắng nổn trắng nà vậy trời. Nhìn thấy là chảy nước miếng chị ta. Nhìn thấy là muốn ăn liền à. Anh muốn ăn không? Một hồi em nấu cho anh ăn. Đây là gạo đạt danh hiệu ngon nhất thế giới 2 lần đó nghe. Ê ê ê, mời là tôi bụp thiệt đó nha. Cô Nông có lòng mời á, thì anh cứ ăn đi. Ý quên, cho Thình tôi hỏi. Anh muốn hỏi cái chuyện gì? Gạo này á, có đúng là gạo ngon nhất thế giới không vậy? Sao mà không đúng? Của ai làm ra vậy? Bộ lâu nay ở trên thiên đình á, anh không nghe sao mà hỏi kỳ vậy? Tôi thì cũng có nghe, nhưng mà cũng không rành nhiều lắm. Trời ơi, em cứ tưởng ở trên thiên đình ăn toàn là gạo này không á chứ. Có đâu mà ăn. Nghe nói không đủ tiêu thụ ở dưới trần gian nữa, làm gì có tới thiên đình. Trời đất quỷ thần ơi, làm ăn cái kiểu này là không được. Cô Nông á, coi năm nay có anh Rồng xuống dưới trần, cô nên mở rộng thêm nhiều hợp tác xã nông nghiệp trồng ST25 để tăng thêm sản lượng xuất khẩu lên thiên đình nghe. Chị Mẹo cứ an tâm, gạo ST25 của Sóc Trăng, gạo ông cua, là sản phẩm nổi tiếng cả thế giới, ai mà không biết. Chút nữa em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nhiều mô hình nuôi trồng khác đạt hiệu quả lắm nghe anh Rồng ơi. Như mô hình nuôi trồng tổng hợp của anh Thạch Chanh Đô Ra, dân tộc Khmer ở huyện Châu Thành. Anh cho biết gia đình có 2,5 hectare, trong đó trồng lúa đặc sản kết hợp nuôi cá 2 hectare. Còn lại 0,5 hectare, ảnh trồng dừa và nuôi bò. Trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu được trên 400 triệu đồng một năm á. Chưa hết đâu, còn gia đình của ông Lâm Văn Phấn ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, có 7 hectare trồng lúa đặc sản và có 0,5 hectare trồng hẹ. Một năm á, ổng thu nhập từ lúa và hẹ trên 500 triệu đồng. Theo Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, toàn tỉnh hiện có trên 138.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.
Số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập trên 450 triệu đồng trên một năm, tăng gấp 2,5 lần, và thu nhập trên 1 tỷ đồng trên một năm, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Hay, hay lắm, quá tốt đó cô Mẹo ơi. Cô Năm, cô Mẹo đâu rồi? Ủa, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy anh Táo? Trời đất quỷ thần ơi, không hay, không biết gì hết hả mấy cha? Làm ăn cái kiểu này là chết rồi. Ngọc Hoàng kiểm tra đột xuất. Hả? Ngọc Hoàng hạ giới hả? Đúng rồi. Tất cả hãy nghe đây nè. Hãy mau nghinh tiếp chào đón Ngọc Hoàng. Chỉ trong chốc lát, cũng tại nơi này Ngọc Hoàng ra lâm thành phố Sóc Trăng, mọi người biết không? Hãy mau chuẩn bị đừng để bị phạt. Trà rượu bánh ngon để kịp tiếp nghinh. Tao ơi là tao, nói rõ ngọn ngành. Vì sao anh biết chuyện của Ngọc Hoàng hạ giới trần gian về nơi Sóc Trăng? Anh hãy nói mau, đầu đuôi gốc ngọn cho tôi tường tận. Thông tin ở đâu, có đáng tin không? Trời đất quỷ thần ơi, Ngọc Hoàng mới vừa điện cho tôi chứ đâu. Năm nay Ngọc Hoàng sẽ hạ giới Sóc Trăng. Đây nè, các anh các chị hãy nhanh chóng nghinh tiếp để báo cáo cho Ngọc Hoàng về vấn đề kinh tế nè, rồi văn hóa xã hội, để cho Ngọc Hoàng rõ, biết không? Dạ biết. Mà nè anh Táo, tin này có chính xác hay không? Và Ngọc Hoàng đi tới đâu rồi? Trên đường xuống, vợ tôi là Táo Bà đi đón rồi. Bây giờ nè, chúng ta chuẩn bị để báo cáo Ngọc Hoàng nha. Xin anh hãy bình tâm để lắng nghe. Đi có em trình bày, bao năm xa nhớ dân dương Ngọc Hoàng thân thương, gặp lại nhau bao xót xa trong lòng. Ngọc Hoàng sẽ khen bao đôi thay mình. Trời ơi anh Táo ơi, đừng có bận tâm suy nghĩ. Dù muốn dù không á, thì Ngọc Hoàng cũng đã tới. Mình cũng phải có quà cho Ngọc Hoàng chứ. Thôi, dẹp hết. Bộ muốn bị kỷ luật cả đám hả gì? Đó, bị gầy đó, thấy chưa cô Mèo? Nè, để tôi nói cho mấy người biết nè. Ngọc Hoàng có công văn chỉ đạo, không? Tổ chức cho nhân dân vui xuân giáp thình, tiết kiệm nè, vui tươi, an toàn giao thông, không gây tai nạn, không say xỉn chạy xe, cấm tổ chức hội hè, cấm chúc Tết lãnh đạo cấp trên, để tiền lo cho dân nghèo, ủng hộ bà con khó khăn, để mọi người, mọi nhà có cái Tết vui vẻ. Mấy người biết không? Dạ biết. Biết rồi phải không cô Mèo, cô Nông? Nè nè, để tôi nói cho mọi người biết nè. Ngọc Hoàng ổng rất ghét là báo cáo láo để mà chạy theo thành tích đó, nghe không? Anh Tháo cứ an tâm, Nông em làm được gì thì báo cáo việc đó mà. Hồi nào đến giờ Nông có chạy theo thành tích đâu anh Tháo. Như vậy thì tốt rồi. Mà thôi bây giờ nè, tôi mời mọi người về dinh phủ của tôi để chúng ta chuẩn bị đón tiếp Ngọc Hoàng, nghe không? Dạ rõ. Hồ Biên. Nói cho mọi người biết đây. Bây giờ tất cả mọi người nghe tôi phân công đây nè. Cô Nông hãy báo cáo những việc làm trong suốt mấy năm qua. Bao ứng dụng khoa học ngành khuyến nông, nào đủ loại cây trồng vật nuôi, nên giờ đây bà con ổn định, cuộc sống của nhà này đã khác xa. Sản phẩm quê ta đem lại sang giàu, nhưng phải trình bày những chuyện đã xảy ra và những chương trình kế hoạch tầm xa. Xin các anh chớ băn khoăn bận tâm lo ngại, Nông em sẽ nói rất rõ ràng. Mời Ngọc Hoàng đi đón tham quan những xã nông thôn mới bắt đầu mùa vụ. Chắc chắn Ngọc Hoàng sẽ thưởng cho cô Nông, bởi vậy cho nên em quyết phen này. Ngọc Hoàng nghe xong gật đầu khen ngợi, mùa xuân vui với mọi nhà,
ai ai cũng vui mừng, xuân đang về đem lại những ước mơ. Ông Táo ơi, mau, Ngọc Hoàng tới, mau nghênh tiếp Ngọc Hoàng. Hả, Ngọc Hoàng tới hả? Vậy thì tất cả hãy mau quỳ xuống để nghênh tiếp Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng gia lâm. Chậm miễn lễ, các khanh hãy bình thần. Đội ơn Ngọc Hoàng. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng hạ giới Sóc Trăng, chúng thần không kịp nghênh tiếp, mong Ngọc Hoàng thứ lỗi. Dạ, mong Ngọc Hoàng thứ lỗi à. Các khanh đừng có bận tâm, ta xuống Sóc Trăng thấy bà con đang vui xuân đón Tết vui vẻ đồng ấm, trong lòng ta vui lắm các khanh ơi. Lúc xưa chấm đây thân hành Sóc Trăng ta Gia Lâm, người dân sống trong lầm than mà giờ đây huy hoàng. Quốc hải hoàng ta xin lời khen, bao năm dài chấm không nghe quên. Kìa nhìn xem khắp nơi bình an, người dân sống trong sang giàu. Ơi ba quần thương ban bạc vàng khanh, ta xuống tham quan thấy muôn người hân hoan, ai cũng lo tất tật bốn bề, vui đón Tết nhà nhà đua nhau trang hoàng hay sắm sang. Ta tin chắc rằng trong năm Giáp Thìn ai cũng phát tài, dẫu có bệnh cũng liền khỏe ngay vì nói vui chung. Nhà cổ nông đây rất đẹp, sang giàu nhiều hơn so với năm qua. Đội ơn Ngọc Hoàng đã quá khen. Bẩm Ngọc Hoàng, sản phẩm nhà cổ nông tôm cua sò huyết trúng mùa dữ dội, cá đồng cá biển ôi thôi đủ loại không ở đâu sánh được. Hay lắm. Quan trọng là chất lượng phải theo tiêu chuẩn việt gáp mới được. Chúng thần tuân chỉ. Thôi, bây giờ vợ chồng Táo hay mau báo cáo về công tác xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị trong những năm qua đạt được những thành tích gì, nói cho chậm rõ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, kể từ khi có quyết định 1600 của thủ tướng, khắp sông cầu phấn khởi vui mừng. Năm mẻo vừa rồi có những thành công, xây dựng Sóc Trăng xinh đẹp lại giàu. Từ những mô hình hợp tác xã nông nghiệp, bà con đang mong đợi từng ngày. Nhân dân Sóc Trăng nhất quyết sẽ đổi đời, cùng góp phần cả tỉnh đi lên. Khí thế của nhân dân đang rạo rực, xây dựng quê hương từng bước làm giàu. Chắc chắn năm Giáp Thìn Sóc Trăng sẽ vươn mình, từ phố chợ cho đến hồi miền quê. Gia đình cô nông phải hết lòng hết sức để sản phẩm ô cốt phát triển thật là nhiều. Không ngại gì dài nắng dầm mưa, sản phẩm làm ra phải được đứng đầu. Dạ, nông em tuân chỉ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả bước đầu. Đến nay đã có 70 xã được công nhận nông thôn mới vượt chỉ tiêu nghị quyết, trong đó có 20 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu. 3 đơn vị cấp huyện, thị xã đạt chuẩn trên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra đang hoàn chỉnh thủ tục công nhận là huyện Châu Thành, Cù Lao Dung đạt chuẩn nông thôn mới đã. Dạ bẩm Ngọc Hoàng.
Tốt, tốt lắm. Này các khanh, có chúng thần. Nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới mà bộ mặt của miền quê Sóc Trăng bây giờ đã đổi thay. Điện đường trường trạm rất khang trang, đời sống của nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. Trên cánh đồng rộn ràng niềm vui, tôm trúng mùa nhà nhà hân hoan, chúng em trúng lúa trúng màu, bà con đang phấn khởi, cá tôm đang trúng mùa, càng tình càng tình tình tan, càng tình tình là tình tình tan, rau xanh được giá được mùa, lòng dân luôn phấn khởi. Sóc Trăng lần này lòng bao phấn chấn, nhờ có sự đoàn kết một lòng mà các khanh đã vượt qua được bao khó khăn thử thách. Này các khanh, có chúng thần. Các khanh hãy báo cáo về kinh tế trong năm 2023 cho chậm rõ. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, năm 2023 tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 72.093 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,77%. Bình quân thu nhập đầu người đạt 60,10 triệu đồng trên người trên năm. Chỉ số PRPI xếp hạng 24 trên 61 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 27 bậc và xếp thứ 3 trên 13 các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản chất lượng cao chiếm trên 93% vượt chỉ tiêu nghị quyết. Gieo trồng được 47.047 hecta hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, trong đó hành tím gieo trồng được 7.096 hecta, tăng 1,7%. Mía gieo trồng được 3.612 hecta, tăng 13,3%. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Dạ bẩm Ngọc Hoàng,
tiếp tục phát triển cây ăn trái theo hướng sản xuất tập trung, sản xuất sạch, gắn với tiêu thụ xuất khẩu. Diện tích cây ăn trái hiện có 28.910 hectare, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ lúa, hoa màu, cây ăn trái tương đối thuận lợi. Tổng đàn gia súc có 475.862 con, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm có 6,67 triệu con, tăng 3,6%. Sản lượng thịt gia súc xuất chuồng là 43.063 tấn, tăng 20,4%. Sản lượng thịt gia cầm là 30.114 tấn, tăng 0,5%. Toàn tỉnh hiện có 814 nhà nuôi chim yến. Sản lượng tổ yến khai thác 9.000 kg trên năm, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Tốt, tốt lắm. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, toàn tỉnh thả nuôi được 73.500 hecta thủy hải sản, tăng 0,75% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có tổng chi ngân sách địa phương là 14.518 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán. Đang khẩn trương xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi. Đã thi công hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đó. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề tiềm năng và khát vọng. Đến dự lễ có lãnh đạo đảng và nhà nước nữa. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng à. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, trong năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội thảo về đầu tư cảng biển Trần Đề. Theo đó, cảng biển nước sâu Trần Đề được quy hoạch tiềm năng trở thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời xác định một trong những nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải và kêu gọi đầu tư khu bến cảng Trần Đề Sóc Trăng. Giai đoạn khởi động nhu cầu vốn là 50.000 tỷ đồng đó. Dạ, thưa Ngọc Hoàng. Tốt, tốt lắm. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, diện tích quy hoạch bến cảng là 5.400 hecta, trong đó bến cảng ngoài khơi là 1.400 hecta với cầu vượt biển dài 18 km. Cảng có năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu chuyên container tải trọng 100.000 DWT hoặc lớn hơn tàu hàng rời 160.000 DWT. Thật đáng khen cho dân và quân tỉnh Sóc Trăng. Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, nhờ làm ăn phát đạt cho nên nhân dân tỉnh Sóc Trăng bây giờ nhà nhà mua xe, xây nhà lầu, mua sắm đủ tiện nghi, lòng dân ai cũng lấn lên, Sóc Trăng quê ta vui như ngày hôm. Kẻ bán mua thiệt quá đông vui, sản phẩm Sóc Trăng luôn được trúng mùa, phong trào xây dựng nông thôn, mọi gia đình đang góp sức chung tay. 19 tiêu chí đang bắt đầu hoàn thiện, điện đường trường trạm đang xây dựng rần rần, những hộ nghèo được nhà nước cho vay để có vốn làm ăn tăng thêm thu nhập, nên bây giờ đã khá hẳn lên, các xã vùng sâu được xóa hộ đói nghèo. Nhân dân đã hết lòng hết dạ thực hiện chủ trương của tỉnh ủy ban hành, xây dựng quê hương tươi đẹp đàng hoàng, nó ấm đã về trên vùng đất Sóc Trăng. Thật đáng khen cho vợ chồng nhà Táo. Này các khanh, có chúng thần. Nhiệm vụ của các khanh trong năm 2023 đã hoàn thành xuất sắc, thật đáng khen. Năm 2024, nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng nề. Sự tăng trưởng kinh tế của thế giới đang còn ở sự mong manh. Chính vì vậy, các khanh phải tiếp tục cùng với tỉnh khắc phục khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong các lĩnh vực đó, nghe chưa? Chúng thần tuân chỉ. Giáp Thình đâu? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, có Thình. Nhiệm vụ của khanh năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới,
tình hình thiên tai, dịch bệnh, hạn hán, bão lụt, biến đổi khí hậu diễn biến rất phức tạp. Nhìn chung, thời cơ thuận lợi, khó khăn thách thức đang xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ tỉnh, nhất là đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020 đến 2025 là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới đó nghe. Chúng thần tuân chỉ. Chúng ta cần phải đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phát triển công nghiệp thương mại dịch vụ, tiếp tục cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực phát triển, chú trọng phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng các dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Các khanh rõ chưa? Chúng thần rõ. Tốt, tốt lắm. Này Giáp Thìn. Dạ có Thìn. Năm nay ta giao nhiệm vụ cho khanh không hề nhỏ đâu. Khanh phải ở lại trực vàng phấn đấu năm sau cao hơn năm trước đó nghe. Dạ thần tuân chỉ. Còn em Mẹo. Dạ có thần. Nhiệm kỳ của khanh ở chốn trần gian đã hết, hãy mau theo ta về thiên đình nhận nhiệm vụ mới đó nghe. Thần tuân chỉ. Tốt, tốt lắm. Này các khanh. Có chúng thần. Trước khi ta trở về thiên đình, các khanh hãy hát múa lên đi để đón mừng xuân mới. Tuân lệnh. Này các em, hãy múa hát lên đi để đón mừng xuân mới. Muôn đóa hoa tươi hồng xinh xinh chúc mừng chúa xuân. Giang khúc ca tưng bừng ta hát mừng xuân. Lòng phơi phới hân hoan, làn gió mới bay về. Người bên người vui tươi cùng chúc thân xuân. Xuân đã đến quê hương, mang hạnh phúc ấm no. Xuân đến bao nhiêu người tràn đầy niềm tin nhung tới tương lai, những tình ngày mai. Ôi thiên hạ sắc màu quê hương sắc màu thắm tươi, hương sắc xuân tưng bừng lan tỏa ngàn phương. Chào tất cả thân dân, chào tất cả muôn người, mừng một mùa xuân vui hạnh phúc ấm no. Ta đã xuất hiện.